Không sao, đập có mười mấy hay cái chứ nhiêu. Tại lúc nào vậy? Vô này là cảm xúc nhiều lắm, đập đau điếm luôn á. Mà em lì quá à. Em làm gì mà lì? Mở cửa, không chịu ra để đập hoài. Trời ơi, người ta đập rồi, đập không được thì mở cửa ra luôn, ai biểu. Cái cửa đó đạo diễn không có cho mở đâu. Anh đã thành với một cái vỗ tay rất là đẹp. Anh đã thành vỗ tay lại cái cách đó cho tất cả các bạn xem nha. Anh và anh đã thành vỗ tay là cái khoảnh khắc mừng mà vui mừng của anh đâu chứ. Không phải vậy. Ủa đây tôi vừa làm với mấy người. Ủa ai vậy mười ơi? Ủa cọp ai vậy? Vô bánh đó cọp. Phát tâm đi Duyên. Ai bán Duyên? Duyên mẹ đi. Không phải, không có sao bạn á. Ờ đúng rồi, cầm mắt nào, cầm mắt đi. Hả hả có đi. Nãy giờ tôi chụp hình. Nè, quay phim rồi. À quay phim rồi. Ôi quay phim rồi. Mấy nhựa. Đi chết đây. Ăn miếng salad nữa. Ăn miếng mì đi. Tại mày chứ ai, mày ngu mày gái mày chịu. Ai cũng rửa mình về đi. Xin chào các bạn đang coi bộ phim 49 ngày.